Rồi, Việt Vĩnh Long chào anh em nha. Thì hôm nay Việt review thêm một cái clip nữa để báo giá những cái đô lo mà còn lại hoặc là những cái đô lo mới về tại Việt Audio. Thì hôm nay là ngày 19 rồi, 19 âm lịch rồi. Bây giờ cũng không còn ship hàng ra các tỉnh miền Bắc cho anh em nữa. Thì Việt chỉ ship hàng trong các tỉnh miền Nam thôi. Đó. Thì cũng dự định là ngưng làm video. Nhưng nhiều anh em cũng yêu cầu làm để anh em xem có gì anh em nhặt được thì anh em nhặt, anh em ủng hộ. Thì giờ hôm nay thì Việt tiếp tục làm thêm một cái clip nữa thì giới thiệu đến anh em ha. Thì đầu tiên thì mình giới thiệu từ bên đây qua. Thì đây là dòng loa Mỹ GSL, dòng monitor, dòng kiểm âm GSL 3600 chữ đỏ. Dòng kiểm âm e căng đầy đủ, bass 30. Màn giấy tổng hợp quyền vải ship tẩm dầu, chung gân vải tẩm dầu luôn và chép đôi lỗ thông hơi phía trước thùng gỗ lạng. Đôi này thì dễ ghép, nghe nhạc vàng, nghe đa thể loại dòng nhạc thì khá là hay. Tiếng bass rất là uy lực, tiếng chung tiếng chép thì tuyệt vời luôn. Dòng monitor mà nè, dòng kiểm âm ha. Đôi này thì có giá là 12 triệu nha, 12 triệu. Anh em nào trong miền Nam thì bao ship luôn cho anh em, giá 12 triệu bao vận chuyển đến nơi luôn. Đó. Rồi. Thì đây là loa BMB 300V nè, mình còn tới 3 đôi lần thì mình review cho anh em xem để một đôi. Đó, về nội thất nó như thế này. Thì giá 4 triệu 300 nghìn để anh em hát hò karaoke thoải mái nha, hàng bãi Nhật nha. Rồi, ở dưới đây là đôi loa Mỹ MCS Bass 30 chung đôn màu đỏ ha, chép giấy lỗ thông hơi, hai vi tinh chỉnh tuần rất là đẹp, cái căng đầy đủ. Giá là 8 triệu đồng nha, để anh em nghe nhạc hát hò cũng vô tư. Đôi này khá là hay. Còn đây là đôi Mỹ cổ Jensen. Đôi Mỹ cổ Jensen thì cái đôi này thiết kế khá là độc lạ. Bass 25, mỗi thùng nó tới 4 loa lận anh em, hai loa chung và một loa chép cầu. Đó, thì anh em nào cần xem nội thất đôi này thì em sẽ gửi qua cho Zalo anh em xem, hoặc là anh em kiếm những review, những cái clip em review cái đôi này đã có test và có review ở trên kênh rồi, thì giá của nó là 6 triệu 6 triệu 8 không bao gồm phí vận chuyển. Rồi bên đây là đôi Sansui SB 3200. Thì đôi này quá là đẹp rồi, không cần nói thêm nhiều nữa. Cái mũi lo này lúc nào cũng nhăn nhăn mốt mốt vậy. Mũi bằng nhôm, anh em đụng tới là nó móp liền. Bass 32 Sansui 3200, 3 level tăng tiếng chung và tiếng chép ha. Chép trước mặt và hai cái chép ở trên nóc, hình dạng đẹp lan can. Đồ này thì anh em ghép với băng cối trưng bày phòng khách rồi thì nó tuyệt vời luôn. Giá là 13 triệu 500 nghìn ha. Còn hát hò karaoke boss thì có 301 series 5 này, giá 5 triệu 500 nghìn, chung series đẹp luôn, hàng đẹp. Đây là đôi lò Pioneer CS99 chân bass 40, còn nguyên bản nguyên zin lo đẹp, giá của nó là 12 triệu đồng. 12 triệu đồng. Rồi bên đây là Pioneer CSE700 bass 30, giá là 9 triệu đồng, 9 triệu đồng. Còn đây đôi này là đôi Mỹ hiếm bass 30, cặp này nặng khoảng 60 kg, giá 12 triệu đồng. Thì tất cả những cái lo ở đây thì nguyên bản nguyên zin ha. Anh em nào có cần thì alo cho Việt qua số điện thoại 0963 721519. Và mỗi khi anh em liên lạc không được thì anh em hãy nhắn tin nói rõ nội dung thì Việt sẽ trả lời sau cho anh em nha. Thì anh em cũng thông cảm, đôi khi Việt lo làm mắc làm này làm kia rồi không kịp nghe máy của anh em. Thì có một số anh em là phản ánh Việt không nghe máy. Sự thật là không phải là không nghe máy, mà là mình đôi khi mình đang làm việc này việc kia đó rồi không kịp bắt máy của anh em nha, chứ không phải không nghe máy. Rồi cảm ơn anh em nha, hẹn gặp lại anh em trong những video clip sau.